Chàng trai này quỳ xuống đất cầu xin người đàn ông trước mắt hãy đi tán tỉnh vợ mình. Ông ta không đồng ý, anh ta liền lấy cái chết để ép. Tại sao lại có chuyện này cơ chứ? Chuyện này phải kể từ 3 năm trước. Cô nàng Jung In là người Hàn Quốc nhưng sang Nhật để làm việc. Đột nhiên khi đang ăn thì động đất xảy ra. Vì đây là lần đầu trải qua trận động đất, cô nàng hoảng sợ chạy ra ngoài, thế rồi tình cờ gặp mặt được Jung In. Mà anh chàng Do Hyun này cũng là người Hàn Quốc nhưng đang đi du học. Hai người gặp nhau nơi đất khách quê người nên rất vui mừng. Thấy Jung In hoảng sợ, anh liền đưa cô tới một căn nhà làm bằng gỗ rất chắc chắn để trấn an cô. Do Hyun đang theo học ngành kiến trúc vậy nên anh rất hiểu cấu tạo của căn nhà. Anh nói nếu em ở trong ngôi nhà này sẽ rất an toàn. Và sẽ an toàn hơn nếu như em ở trong tim anh. Phải nói là Do Hyun vô cùng khéo miệng trước Jung In. Đột nhiên động đất lại xảy ra, Jung In nhanh trí trốn dưới bàn. Thế nhưng đó không phải là động đất mà chỉ là tiếng rung từ điện thoại của Jung In mà thôi. Thấy cô nàng Jung In có suy nghĩ rất đơn thuần, là một cô gái trong sáng hiền lành lại đáng yêu như vậy. Thế nên Do Hyun đã rung động và muốn bảo vệ cô suốt quãng đời còn lại. Tình yêu tới nhanh như cơn lốc xoáy, chỉ một ánh mắt ấm áp hay một giây phút ấm lòng, hai con người xa xứ đã gắn kết với nhau. Ban đầu tình yêu luôn ngọt ngào như thế, sau những ngày yêu nhau đậm sâu cả hai cùng tiến tới hôn nhân. Thời gian nhanh như chớp, chưa gì đã 3 năm trôi qua, thời gian khi là vợ chồng với nhau phải nói thật là vô cùng khó khăn. Sau khi cưới thì Jung In từ một cô gái nhút nhát ngại ngùng trở thành người nói nhiều vãi cả chó mèo. Cô nàng hiện tại đang thất nghiệp vậy nên chẳng có ai rảnh để tiếp chuyện cùng cô. Ngày nào cô cũng nói với chồng mình khoảng 200.000 từ để giải khát sự cô đơn. Do Hyun khi phải nghe những lời làm nhảm từ Jung In cũng sắp phát điên tới nơi. Để đối phó với những lời nói của Jung In, anh chỉ biết ầm ừ cho qua. Mọi thứ khiến cho Do Hyun cảm thấy kỳ lạ, anh không biết cô ấy có bị điên hay không, nhưng đối với Jung In thì đây là cách để thể hiện tình yêu của cô. Trong lúc Do Hyun không biết phải trốn vợ kiểu gì thì công ty anh có một suất đi công tác, sếp nói chuyến công tác này sẽ phải đi xa và rất mệt. Do Hyun không nghĩ ngợi gì, anh lập tức giơ tay xung phong lao vào bể khổ. Đối với anh mà nói thì chẳng việc gì khổ hơn khi ở bên cạnh con sư tử Hà Đông Jung In. Thấy Do Hyun quá nhiệt tình, sếp cậu liền thăng chức rồi đồng ý cho Do Hyun đi công tác. Tối hôm đó, Do Hyun mời vợ đi ăn một bữa thật ngon, sau đó giả vờ đau khổ khi nói mình sắp phải công tác xa nhà nửa năm. Nghe thấy thế, Jung In vô cùng khó chịu, cô nàng suốt ngày phải ở nhà nội trợ mà nửa năm không có chồng thì sống thế nào được. Trước khi Do Hyun rời đi, Jung In đã năn nỉ anh tối nay cho mình 3 nháy để giải khát. Nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi con sư tử này, Do Hyun đã vui vẻ chiều chuộng cho cô nàng. Tới sáng hôm sau, Do Hyun đi công tác xa, anh hân hoan ngồi ăn cùng đồng nghiệp nữ. Anh cho rằng đây mới chính là cuộc sống tự do mình mơ ước. Thế nhưng đến khi Do Hyun về phòng trọ, anh phát hiện ra vợ của mình cũng đã tới đây. Chẳng nói cũng biết bầu trời của Do Hyun như sụp đổ. Jung In nói mình chỉ làm nội trợ, có bận rộn gì đâu nên sẽ tới đây để chăm sóc cho anh. Sau đó cô nàng lại nói nhiều như súng bắn. Đột nhiên vào một ngày đi làm, Do Hyun phát hiện gã hàng xóm bên nhà có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ta. Trông gã ta xấu bẩn thế nhưng lại có hàng chục người nguyện chết. Vậy nên Do Hyun trong đầu đã nảy ra một ý định. Anh tới gặp gã sát gái tên là Baki kia để nói chuyện. Do Hyun vì không thể chịu được tính nói nhiều của vợ mình nữa nên anh muốn ly hôn. Vì không tìm được lý do gì nên anh quyết định trả tiền cho Baki để hắn ta tán đổ vợ mình. Khi đó Hyun sẽ có lý do để ly hôn. Thế nhưng việc làm này là rất quá đáng. Baki đã không đồng ý mặc dù Hyun trả rất nhiều tiền. Hích kích nên Hyun đã nhảy xuống sông tự tử để ép Baki đồng ý. Rất nhanh sau đó, Hyun đã nói cho Baki biết hết những sở thích và những điều mà vợ mình ghét cho Baki biết. Còn Jung In lúc này được một nhà đài mời về làm khách mời, bởi vì đêm ngày hôm trước, cô nàng đã cứu được một người có ý định tự tử. Với tính nói nhiều nói liên tục của cô nên đã cứu được một mạng, vậy nên nhà đài mới mời cô về để phỏng vấn. Nào ngờ Jung In thể hiện quá tốt nên được nhà đài giữ lại làm nhân viên luôn. Jung In cũng không nghĩ ngợi gì liền đồng ý, vì hiện giờ cô không có công việc đã thế đây lại là sở trường của cô vì Jung In là người nói nhiều vãi cả chó mèo. Trở lại với Baki, khi nắm được tính cách của Jung In, ông ta tiếp cận cô bằng một rổ bắt đũa đắt tiền. Thấy Baki định đem bỏ, vì là một người rất sót tiền, cô nàng lập tức ngăn cản. Vậy là bước đầu tiên tiếp cận của Baki đã thành công. Baki mời Jung In về nhà mình để nói chuyện. Baki nói vợ mình đã mất cách đây vài tháng. Khi còn sống vợ anh là một người nói rất nhiều và anh rất ghét vợ. Thế nhưng đến khi vợ mất thì mới phát hiện ra những lời nói của cô ấy thật ý nghĩa. Bây giờ muốn nghe lại cũng không thể nữa rồi. Jung In khi nghe câu chuyện của Baki chém gió thì vô cùng xúc động. Cô cảm thấy đồng cảm khi bản thân có tính cách giống hệt như người vợ quá cố của Baki. Khi trở về nhà, Jung In đã đem chuyện gặp Baki kể cho chồng. Cô nàng trước khi ngủ cảm thấy khá kích thích khi gặp Baki vào chiều nay. Tới ngày hôm sau, khi Jung In tan làm về thì Baki chủ động tới đưa Jung In đi chơi. Anh dẫn cô tới trang trại bò sữa rồi cầm tay Jung In chỉ cô vắt sữa bò. Cô nàng khá ngại ngùng nhưng không có ý định phản kháng. Chắc cô cũng muốn được Baki vắt sữa cho mình đây mà.
Kể từ khi quen Baki, công việc của Jung In lên như diều gặp gió. Vài tuần liên tiếp cô trở thành người dẫn chương trình xuất sắc cho nhà đài radio. Cô thường xuyên chia sẻ về tình yêu và hôn nhân khiến cho khán giả trẻ vô cùng thích thú. Sau buổi đi chơi đầu tiên đấy, Baki và Jung In càng ngày gặp nhau càng nhiều. Ngày hôm nay hai người hẹn gặp nhau tại công viên trò chơi để hẹn hò. Jung In chia sẻ mọi khó khăn mình gặp phải trong cuộc sống, cô cũng chia sẻ cảm nhận của mình về cuộc hôn nhân của cô. Cô nói mình rất hài lòng với chồng cô là Hyun, thế nhưng cô luôn có cảm giác anh ấy chán ghét mình. Đêm hôm đấy khi Hyun trở về nhà, Jung In chủ động ôm anh tình cảm. Sau khi đi chơi cả ngày với Baki, cô đã có rung động với anh ta. Có lẽ vì Jung In cảm thấy có lỗi với chồng nên muốn hâm nóng lại tình cảm. Khi hai vợ chồng chuẩn bị đóng gạch cùng nhau, đột nhiên Jung In nhận cuộc gọi từ Baki. Cô nàng lập tức chạy ra ngoài tìm Baki. Cô tới quán rượu cùng Baki rồi lại bốc phét cùng với anh ta nhiều chuyện mà không biết chán. Chỉ vài ngày trước đây, Jung In là cô vợ nói rất nhiều, thế nhưng cô chỉ nói nhiều với chồng của mình mà thôi. Nhưng bây giờ cô đã thay đổi hoàn toàn khi gặp Baki, cô chỉ muốn gặp Baki để được nói chuyện. Sau khi uống rượu xong, Baki dắt Jung In về tận nhà cô ấy. Cô khi định hôn Baki thì đột nhiên nhưng lại, có lẽ cô không muốn làm việc có lỗi với chồng. Thế nhưng Jung In cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh Baki. Còn Hyun thì ngồi trong xe đã chứng kiến tất cả. Nổi máu ghen lên, Hyun định tông chết Baki. Hyun nói với Baki hãy dừng lại vì anh không thể sống thiếu vợ mình. Kể từ khi Baki tán tỉnh vợ anh, cô nàng đã chăm chỉ làm việc hơn, đã không còn nói nhiều và gần gũi với anh như trước. Vậy nên Hyun cảm thấy cuộc sống thật trống vắng. Thế nhưng Baki lúc này nói mình đã yêu vợ của Hyun. Baki không thể rời xa cô ấy. Ngày hôm sau, Baki chủ động tới công ty của Jung In. Cô nàng phỏng vấn anh ta thì anh ta đã kể một câu chuyện cho mọi người. Baki đã kể lại câu chuyện mình quen Jung In như thế nào. Câu chuyện này đã làm cho Jung In cảm thấy rất xúc động. Cô nàng đã rủ Baki đi đóng gạch nhưng cảnh này tôi không tiện chiếu. Tối hôm đó, vì không thể chịu được nữa, Hyun đã nói thẳng với vợ mình rằng anh đã thuê Baki để tán tỉnh cô. Thật ra Baki là thằng bất tài vô dụng, những cảm giác hắn ta mang lại cho cô đều là do Hyun gợi ý cho. Jung In nghe thấy thế thì vỡ mộng liền trách móc chồng tại sao lại làm thế. Cô lập tức đòi ly hôn với Hyun. Tới sáng hôm sau khi đi làm, Jung In cũng nói lời tạm biệt với khán giả. Sau đó cô nói mình là người vợ tồi tệ, bị một người đàn ông xa lạ tán tỉnh, cô đã say mê anh ta. Mặc dù người đấy là do chồng cô thuê, thế nhưng cô đã không thoát ra được khỏi cám dỗ rồi làm việc có lỗi với chồng. Còn Hyun cũng là ông chồng tệ bạc, anh luôn chán ghét vợ mình. Thế nhưng cô ấy nói nhiều cũng bởi vì lo cho anh. Cô ấy không muốn hôn nhân trở nên tẻ nhạt nên phải nói liên tục. Đêm hôm đấy, hai vợ chồng nằm cạnh nhau lần cuối vì mai sẽ là ngày bọn họ ra tòa ly hôn. Đến khi chuẩn bị vào làm thủ tục ly hôn, Jung In đã rủ chồng đi ăn lần cuối. Jung In xin lỗi chồng vì đã ngoại tình, còn Hyun cũng xin lỗi cô vì đã luôn chán cô. Tình cờ động đất lại xảy ra, cảnh này giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Vậy là hai người cười với nhau quyết định không ly hôn nữa. Bộ phim đến đây là kết thúc mất rồi. Đây quả là một bộ phim thật sự rất ý nghĩa. Khi vợ của bạn là một người nội trợ thì cô ấy rất cô đơn. Thế nhưng các bạn đừng chán ghét cô ấy khi nói nhiều nhé. Tất cả cũng vì cô ấy cần có người để được chia sẻ và bạn chính là người mà cô ấy có thể chia sẻ. Còn các bạn nữ cũng cẩn thận với những gã giỏi ăn nói ngoài kia rồi làm việc có lỗi với chồng mình. Bọn họ chỉ giỏi mồm miệng đỡ chân tay thôi. Đến khi biết được con người của bọn họ thì sẽ làm các bạn sốc đấy. Cảm ơn các bạn đã xem phim tới đây. Nếu thấy hay xin hãy cho Ngọc Nữ Review một like để ủng hộ nhé. Bye bye!